Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đồ Trên Mạng Review. Và ngày hôm nay mình sẽ bổ quả sẻ cho anh em một cái kèo tai nghe chống ồn chủ động cực kỳ thơm ở trong tầm giá khoảng hơn 700.000. Cụ thể là trên tay mình đây đang là chiếc One Audio Q2 Pro, một trong những cái chiếc tai nghe chống ồn chủ động hiếm hoi ở trong tầm giá dưới 1 triệu mà nó mang lại một cái khả năng chống ồn chủ động rất là hiệu quả. Và trong video ngày hôm nay thì hãy cùng mình đi tìm hiểu xem cái kèo này thơm như thế nào. Và đặc biệt là trong cái dịp sale 25 tháng 3 này thì khi các bạn mua cái chiếc One Audio Q2 Pro này còn được tặng kèm cả một chiếc tai nghe AKG S8 rất là xịn sò. Đấy, mua một chiếc tai nghe 7 lít được tặng một quả tai nghe dây 2 lít rưỡi có thể dùng để chơi game. Thì còn gì bằng nữa phải không nào? Ngay bây giờ thì hãy cùng mình đập hộp để khám phá con One Audio Q2 Pro này nhá. Rồi thì ở bên trong thì nó sẽ có một cái chiếc tai nghe với cái thiết kế khá là đơn giản, với cái vỏ nhựa nhám này. Bên trong cái tai nghe thì nó cũng được highlight một chút viền vàng. Nhìn chung thì mình thấy rằng là cái thiết kế này thì trẻ trung nhẹ nhàng thôi, chứ nó không phải là quá bắt mắt. Nhưng mà bù lại thì chất lượng build chắc chắn. Đây các bạn nghe tiếng mặt lề này. Đấy, khá là chắc. Rồi là nó cũng hit 500 cái tai nghe vào rất là chắc đây. Lắc không thể nào mà rơi được. Thì đó là cái điểm mạnh của One Audio Q2 Pro về cái mặt chất lượng build. Và chúng ta sẽ có cả cái phần báo pin ở bên ngoài để các bạn biết rằng là cái đốc sạc của chúng ta bao giờ thì hết pin để mà có thể là mang đi sạc đúng không nào. Cho bạn nào lần đầu nghe tới cái hãng One Audio này thì đây là hãng tai nghe DJ bán chạy nhất ở trên nền tảng Amazon. Và hãng này thì nổi tiếng về những cái chiếc tai nghe mà nó có một cái chất âm nó hay đủ để các bạn có thể là làm nhạc. Vậy nên là nếu như mà các bạn đang tìm kiếm cho mình một cái chiếc tai nghe có chất âm hay thì những cái chiếc tai nghe đến từ hãng One Audio rất là đáng để cho chúng ta có thể là tham khảo. Và cái mức giá gốc của cái chiếc One Audio Q2 Pro này thì là 1.350.000. Tuy nhiên thì như mình đã nói ở đầu video ấy, thì trong đợt sale 25 tháng 3 này sẽ giảm số còn 790.000 và còn tặng kèm thêm một cái tai nghe AKG S8 nữa để các bạn có thể là cắm vào những cái thiết bị mà có cổng 3.5. Rất là tiện lợi. Ví dụ như các bạn cứ lăn tăn về cái việc là gọi là tai nghe Bluetooth này, chơi game nó có độ trễ, thì bây giờ là đi kèm luôn một con tai nghe mà có thể là cắm dây rồi không bao giờ sợ độ trễ. Thì đó là một cái combo mình nghĩ rằng khá là thơm để anh em nào mà vừa thích nghe nhạc hay vừa thích không dây nhưng mà lại cần một chiếc tai nghe có dây để mà có thể là chơi game. Rồi thì quay trở lại đối với cả cái nhân vật chính của chúng ta trong video ngày hôm nay, One Audio Q2 Pro, thì cái điểm ăn tiền nhất của nó ở trong tầm giá dưới 1 triệu đồng đó chính là khả năng chống ồn chủ động. Thì đối với cả chiếc tai nghe này thì nó là dạng in-ear, vậy nên là ngay khi mà đeo lên ấy thì nó đã có một cái khả năng gọi là chống ồn thụ động khá là tốt rồi. Khi mà đeo lên thì mình đã thấy khá yên tĩnh và giảm tới khoảng 50% tiếng ồn của môi trường. Còn khi mà trực tiếp kích hoạt cái tính năng chống ồn chủ động lên thì nó đã giảm đến 70% tiếng ồn của môi trường. Kèm theo đó thì các bạn chỉ cần mở một chút nhạc, khoảng 30% nhạc là gần như sẽ không thể nào mà nghe thấy được những cái tiếng động ở bên ngoài. Điều đấy thì sẽ mang đến cho các bạn một cái trải nghiệm rất là yên tĩnh. Ví dụ như các bạn hay phải đi tàu xe, hay là các bạn ngồi trong văn phòng ồn ào, hay là thậm chí là chúng ta đi chạy tập thể dục ở trong phòng tập gym mà các bạn không thích tiếng ồn chẳng hạn, thì có thể là lựa chọn những cái chiếc tai nghe có cái tính năng chống ồn chủ động như thế này để mà chúng ta sử dụng để mà loại bỏ những cái tiếng ồn đi. Thì nếu như các bạn tìm hiểu thì sẽ thấy rằng là những cái chiếc tai nghe chống ồn chủ động ấy, nó thường sẽ có cái mức giá khá là đắt, 2, 3, thậm chí là 4, 5 triệu đồng. Đấy, thì bây giờ cái công nghệ này thì càng ngày nó càng rẻ. Và bây giờ thì One Audio cũng là một trong những cái hãng hiếm hoi ở trong tầm giá dưới 1 triệu đồng đã mang cái công nghệ này lên trên chiếc cái tai nghe True Wireless của mình. Và với cái trải nghiệm của mình thì tính năng chống ồn chủ động ở trên One Audio Q2 Pro nó là cái tính năng chống ồn chủ động mà nó có hiệu quả nha. Bởi vì là rất là nhiều những cái chiếc tai nghe cũng trong cái tầm giá khoảng vài trăm nghìn như chiếc tai nghe này có đề là chống ồn chủ động, nhưng mà thực tế thì nó không khác biệt nhiều. Mở chống ồn chủ động lên thì nghe nó vẫn thế. Nhưng mà đây là một trong những con mà đã có hiệu quả và đã được nhiều reviewer như là anh Khôi Ngọng đã đánh giá rồi. Thế nên là mình cảm thấy rằng là khá là ok. Thế nên là chống ồn chủ động đối với cả One Audio Q2 Pro là một cái điểm rất là ăn tiền. Và cái điểm ăn tiền thứ hai của chiếc tai nghe này thì đó chính là về cái chất âm. Cụ thể là Q2 Pro đến từ hãng One Audio, là một hãng chuyên làm tai nghe cho DJ. Thế nên là cái nhịp bass của nó rất là sôi động và rất là đậm đà, nhưng mà nó vẫn giữ được đôi chút cái sự cân bằng. Các bạn nghe vẫn sẽ cảm thấy cái vocal của nó rõ ràng. Và nó cũng có cái nhịp trap, mặc dù là nó cũng không phải là xuất sắc ở trong phân khúc, không phải là trung tính thiên sáng. Thế nhưng mà nếu như những cái ca sĩ nam mà khi mà lên nốt cao thì vẫn có thể là nghe thấy tương đối rõ ở trên One Audio Q2 Pro. Nhưng mà tất nhiên để mà phù hợp nhất thì đây sẽ là một cái chiếc tai nghe sẽ giúp các bạn nghe hai những cái thể loại nhạc EDM, hip hop, những thể loại nhạc điện tử bây giờ, chứ không phải là một cái chiếc tai nghe mà nó thiên về chơi tốt những cái dòng nhạc như là acoustic hay là bolero. Vậy nên là các bạn sẽ tùy vào nhu cầu mà có thể là lựa chọn cái chiếc tai nghe này. Và kèm theo
theo đó thì ngoài có một cái chất âm sôi động thì đây cũng là một cái chiếc tai nghe mà có thời lượng pin rất là khủng. Cụ thể là khi các bạn bật tính năng chống ngôn chủ động thì tai nghe có thể trụ được tới 7,5 tiếng và khi mà đi kèm cả hộp sạc nữa thì tổng thời lượng pin lên đến 40 giờ đồng hồ. Về mặt những thông số đi kèm, chúng ta sẽ có là kháng nước IPX5 này, Bluetooth thì là công nghệ 5.2, thế nên là khi mà các bạn chạm cảm ứng, các bạn tắt dừng nhạc, chuyển bài thì ấn một chạm, hai chạm, ba chạm ở trên thân tai nghe nó rất là nhạy luôn. Chúng ta cũng sẽ có là cổng sạc Type-C này và đương nhiên đây là một cái sản phẩm hàng chính hãng, được phân phối chính hãng. Các bạn có thể là dễ dàng tìm kiếm sản phẩm này ở trên những cái nền tảng như là Shopee Mall hay là Lazada Mall. Vậy nên mình cũng thấy rằng đây sẽ là một cái sự lựa chọn mà nó cũng có thể là cạnh tranh sòng phẳng với cả những chiếc tai nghe hổ phàn, khi mà các bạn nhiều khi là phải bỏ ra tới cả triệu đồng để mua một cái chiếc tai nghe nó phải thuộc dạng là pha ke đấy. Thì bây giờ thì có thể là lựa chọn những cái chiếc tai nghe chính hãng được bảo hành rồi là đúng hãng uy tín thì chúng ta sẽ yên tâm hơn trong cái quá trình mà mình sử dụng. Cái điểm cuối cùng mình muốn đề cập tới đó chính là mặc dù là một cái chiếc tai nghe mà nó chưa đến 1 triệu đồng nhưng mà One Audio Q2 Pro cũng có cho mình một cái công nghệ mic thu âm khử ồn với công nghệ CVC 8.0, một trong những công nghệ mới nhất. Và tổng kết lại thì One Audio Q2 Pro có thể coi là một trong những cái kèo tai nghe True Wireless chống ngôn chủ động thơm nhất ở trong dịp cuối tháng 3 này. Bởi vì khi mà chúng ta bỏ hơn 7 lít mua một con tai nghe, chúng ta lại được thêm một con tai nghe. Cái này có thể là bán lại, cái này có thể là tặng hoặc là chúng ta dùng để mà chơi game. Đấy, được trải nghiệm hai chiếc tai nghe cùng một lúc. Thì cái điều này thì mình thấy rằng là quá là thơm rồi. Và các bạn lưu ý rằng là nó chỉ có trong ngày 25 tháng 3 thôi nhá. Chi tiết tất tần tật những cái chương trình của chúng ta thì nó sẽ ở bên dưới phần mô tả của video. Đừng quên để lại cho mình một like, subscribe, ấn nút chuông để có thể xem thêm những cái kèo thơm, cũng như là nếu như các bạn muốn đồ trên mạng review, check những cái gì mà nó hấp dẫn ở trên mạng, đừng quên comment xuống bên dưới. Video ngày hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại.